Xin chào cô bác chị. Thì hôm nay Hải sẽ chia sẻ của anh chị mình một cái bài thuốc mà nó sẽ trị được cái bệnh đau dạ dày hoặc gọi là đau bao tử cấp tốc cho cô bác chị mình. Bài thuốc này nó có thể trị đau dạ dày, đau bao tử rất lẹ luôn. Ngoài ra nếu ai mà bị xuất huyết dạ dày, xung huyết dạ dày thì chúng ta sử dụng bài thuốc này thì rất là tuyệt vời. Chính Hải đây, Hải cũng đã từng sử dụng bài thuốc này. Và theo Hải cảm nhận thì trong vòng khoảng 15 đến 20 phút sau thì cái cơn đau dạ dày chúng ta nó sẽ biến mất. Và nếu như chúng ta sử dụng bài thuốc này mà nó hết đau dạ dày và chúng ta ý thức lại cái việc ăn uống của chúng ta, giờ ăn, giờ giấc chúng ta ăn, rồi những cái loại thức ăn chúng ta nên kiêng cử và sử dụng đúng giờ đúng giấc, thì cô bác chị mình mãi mãi sẽ không bao giờ bị đau dạ dày. Bởi vì sao Hải dám kết luận như vậy? Bởi vì chính Hải cũng đã sử dụng bài thuốc này đó. Và đó là loại dược liệu và cái bài thuốc gì mà nó lại hay đến như vậy? Đây đây các anh chị. Thì Hải đã cho cô bác chị mình xem rất rõ rồi. Chắc hẳn cô bác chị mình đã biết rồi. Cái củ này là củ nghệ nhà trồng, cho nên nó nhỏ như thế này. Đó. Nghệ nhà mình trồng là tốt nhất. Và đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng bài thuốc này thì cô bác chị mình sử dụng cái củ nghệ, nghệ già ha. Cái khúc này là non nè, cái khúc này là già nè, thì chúng ta sử dụng khúc này. Đó ha, dùng khúc này. Nói chung nghệ non cũng được, nhưng mà nó không công hiệu bằng thôi ha. Hôm trước thì Hải đã chia sẻ với anh chị mình một cái bài thuốc trị đau dạ dày trong vòng 3 ngày. Đó là từ cái nước dừa. Bằng ngày chúng ta uống nước dừa, khuya chúng ta sẽ uống nước nghệ. Thì cái bài thuốc này thì cũng có rất nhiều của anh chị mình á comment lại cho mình, là có nghĩa là nhiệt tình trị bệnh. Thì có người trong vòng 3-4 ngày thì đã hết, có người thì không hết. Và hôm nay Hải giải thích vì sao những người đó không hết ha. Thì cái bài thuốc trái dừa này, khi mà chúng ta nấu trái dừa sôi lên á, rồi chúng ta đổ nước ra và chúng ta uống trong ngày, rồi cái nghệ này nè của anh chị mình trước khi đi ngủ giả đi, rồi bỏ một cái ly, đổ ít nước vào, rồi 4-5 giờ chúng ta thức dậy á, thì chúng ta sẽ uống và chúng ta sẽ nằm ngủ tiếp, để cái gối kê dưới thắt lưng của chúng ta lên. Thì như vậy thì nó cũng gây khó khăn cho anh chị mình, một số của anh chị mình rất là nhiều. Thì riêng Hải thì Hải đã sử dụng bài thuốc này, cho nên là Hải có thấy có công hiệu và nó đỡ cực của anh chị mình. Nó đỡ cực. Cái cực là của anh chị mình nướng trái dừa đó, đốt trái dừa cho nó sôi đó, phải 2-3 tiếng đồng hồ nó mới sôi trái dừa đó. Cho nên hôm nay Hải chia sẻ bài thuốc này, nó đơn giản hơn nhưng công dụng của nó cũng ngang bằng với lại cái bài thuốc đó, mà nó đỡ cực hơn của anh chị ha. Rồi, cuối video Hải có cái lưu ý, lý do làm sao cũng một bài thuốc nhưng mà một người này uống không hết, một người này uống lại rất công hiệu. Và mình sẽ chỉ cho các chị mình thêm một cái cách cho những người uống không hết ha. Rồi, thì để có bài thuốc này thì cũng giống như bài thuốc kia thôi, trước khi đi ngủ á, trước khi đi ngủ ha, thì của anh chị mình, hoặc là chúng ta ngủ đi rồi khuya chúng ta thức dậy cũng được, chúng ta không cần thiết phải trước khi đi ngủ chúng ta làm ha. Thì của anh chị mình lấy cho Hải là nếu củ nghệ như ba lớn như này, chúng ta lấy một củ như thế này và một củ như thế này, đây hai củ nghệ bằng ngón tay ha, đây hai củ nghệ bằng ngón tay và ba lớn như thế này. Rồi, của anh chị mình không cần thiết phải bỏ vỏ đâu, chúng ta phải rửa sạch thôi, không cần thiết phải bỏ cái vỏ nó ha. Thì nếu như trước khi đi ngủ á, của anh chị mình giả trước cũng được, nhưng hãy nói không cần thiết đâu. Thì của anh chị mình ngủ tới khuya, khoảng tới 4-5 giờ sáng hoặc là 6 giờ sáng
cũng được. Có anh chị mình giả nát cái củ nghệ này ra cho Hải, giả nát củ nghệ ra, giả nát ra ha. Và cũng anh chị mình lấy cho Hải một cái ly nước ấm, ly nước nấu sôi để còn ấm. Ba cao thế này, ba lớn vậy, ba cao nhớ là cái ly ba cao như thế này nè, đó cái ly ba cao như thế này ha, và ba lớn như thế này. Một ly nước sôi để còn ấm đổ vào cái nghệ mà cô bác anh chị mình đã giả nát, giả thật nhuyễn ha, đổ vào đó. Nước ấm để làm gì? Nước ấm để cho nó ra chất ở trong củ nghệ ra. Nước lạnh thì nó sẽ không ra, nhưng nước ấm thì nó sẽ ra. Nó ra xong cô bác anh chị mình khuấy, khuấy khoảng chừng 3 đến 5 phút để cho những cái chất ở trong củ nghệ nó ra ngoài nước hết. Rồi chú bác, cô bác anh chị mình sẽ vắt lấy nước, vắt lấy nước, chắc lấy nước, bỏ bã đi. Và cái nước đó của bác anh chị mình bỏ vào đó cho Hải là một muỗng canh mật ong rừng thiên nhiên. Nếu không có mật ong rừng thiên nhiên thì cô bác anh chị mình lấy cho Hải là mật ong nuôi cũng được. Hoặc cô bác anh chị mình bỏ vào 2 muỗng cà phê, một là 2 muỗng cà phê, hai là 1 muỗng canh, đổ vào đó, đổ vào cái nước mà chúng ta, nước nghệ đó, khuấy cho đều ra. Bởi vì sao Hải nãy Hải chia sẻ là mình phải lấy nước ấm. Một mặt á, nước ấm á, thì nó sẽ ra cái chất ở trong nghệ. Hai là nước ấm á, mình bỏ cái mật ong rừng vào thì nó sẽ tan cái mật ong rừng ra. Đó, quậy cho đều và chúng ta sẽ uống một lần. Uống một lần. Và sau khi uống rồi, đây là cái lưu ý để chúng ta lấy được cái thành công nhất trong loại thuốc này. Sau khi uống rồi thì cô bác anh chị mình tiếp tục nằm trở lại mà không cần ngủ. Nằm trong vòng khoảng 30 phút hoặc 20 phút, từ 2 đến 30 phút. Nếu cô bác anh chị mình có cái gối nhỏ thôi, nhỏ thật nhỏ, và kê thắt lưng chúng ta lên. Đó, bình thường chúng ta nằm ngủ thì chúng ta nằm như vậy, thì cái dạ dày chúng ta nó nằm ngang, nằm ngang. Nếu chúng ta kê thắt lưng lên một tít, kê lên một tít thôi, một ít thôi, kê lên miếng vậy. Đó thì dạ dày chúng ta nó sẽ chống ngược về về đầu ha, chống ngược lên đầu. Thì như vậy thì nó sẽ ngăn chặn cái vấn đề mà nó thoát cái nước nghệ xuống cái ruột non. Thì như vậy thì của bác chị mình nằm trong vòng 20 phút đến 30 phút sau thì chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ đi nếu chúng ta thức dậy luôn cũng được. Đó, chúng ta sẽ đi súc miệng, rửa mặt, vệ sinh gì đó thì tùy. Bởi vì sao? Khi sáng của bác chị mình ngủ thức dậy buổi sáng á, thì cái dạ dày chúng ta không còn cái gì trong đó hết, nó chỉ có cái dịch thôi, cái dịch dạ dày thôi. Nó rất là thuận tiện cho chúng ta trị bệnh đau dạ dày. Mà nếu như những người nào á mà bị đau cái vùng hạ vị, là cái bộ phận dưới, ví dụ cái dạ dày chúng ta như thế này thì cái bộ phận dưới này thì nó rất là dễ trị. Nhưng cái bộ phận ở mé trên, thượng vị và ở đây trung vị thì nó rất là khó trị. Bởi vì sao? Chúng ta đang đứng, đang ngồi thì cái dạ dày chúng ta nó đứng như thế này. Khi chúng ta uống vào thì nó nằm ở dưới này thôi. Nếu chúng ta không nằm xuống, đây chúng ta nằm xuống thì dạ dày chúng ta nó sẽ nằm như thế này, và nước thuốc nó sẽ nằm, nó tráng cái dạ dày ha. Nếu chúng ta đứng thì dạ dày chúng ta nó thế này nè, nó đâu lên được tới đây, nó trị bệnh cái thượng vị hạ trung vị này, nó chỉ trị hạ vị thôi. Cho nên chúng ta phải nằm xuống ha. Đó, mỗi ngày chúng ta sử dụng một lần vậy thôi. Nếu các bạn chị mình đang đau bụng, đang đau dạ dày, trong vòng 20 phút đến 30 phút sau hoặc 15 phút sau thì chúng ta cảm thấy là nó sẽ giảm từ 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 và hết luôn. Đó. Và trong khi á mà chúng ta điều trị á, thì chúng ta nên ý thức lại, chúng ta không được ăn nóng, cay, lạnh, dầu mỡ nhiều, chua. Khi mà chúng ta đang đói thì chúng ta không được ăn cái thức ăn cứng, ví dụ như là ổi, lê, xoài, đó, những thức ăn cứng như vậy ha. Và đặc biệt nếu mấy anh, mấy chú thì chúng ta sẽ bỏ thuốc, thuốc lá ha, thuốc lá không hút. Hút thuốc lá cũng sẽ ảnh hưởng đến dạ dày ha. Rượu bia là chúng ta, đặc biệt là chúng ta không sử dụng rồi. Đó, như vậy thì trong khi điều trị thì chúng ta nên là không sử dụng những cái loại đó, thì nó sẽ giúp của bác chị mình rất lẹ để hết cái bệnh đau dạ dày. Nhưng nếu đau dạ dày mà chúng ta không trị nghiêm túc thì sau này rất dễ bị khối u dạ dày và ung thư dạ dày. Và mình sẽ giải thích vì sao mà có người sử dụng bài thuốc này mà nó không hết, mà có người sử dụng lại rất hiệu quả. Ví dụ chúng ta bị đau dạ dày do chúng ta bị lạnh bụng, chúng ta lạnh, chung là nó thể hàn và thể nhiệt đúng không? Chúng ta đau dạ dày mà chúng ta bị thể hàn. Thể hàn thì nó thể hiện thế nào? Chúng ta sẽ bị là tiêu hóa kém. Bởi vì sao ạ? Khi mà dạ dày chúng ta nó ấm á, nó có cái nhiệt độ ấm á, thì sau khi chúng ta ăn vào, ăn thức ăn vào thì nó sẽ nấu thức ăn lại lần thứ hai.
đó, từ đó thì dạ dày thì cái thức ăn nó rất là dễ, nó dễ nát ra và nó dễ hấp thụ vào máu chúng ta. Nhưng dạ dày chúng ta nó bị lạnh, người ta còn hay gọi là lạnh bụng, thức ăn nó không tiêu hóa được và chúng ta thường đi phân sống, hôi, nó rất là hôi và phân sống. Như vậy thì cái củ nghệ này nó có tính nóng và ấm, tính nóng ấm. Củ nghệ vàng nha, củ nghệ vàng nó có tính nóng ấm. Khi mà chúng ta bị lạnh bụng, thể lạnh như vậy chúng ta bị đau dạ dày, nhưng mà dạ dày chúng ta nó lạnh, thì chúng ta uống cái củ nghệ vàng này vào thì nó rất là tốt. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao dạ dày chúng ta lạnh? Bởi vì á, lúc nào dạ dày chúng ta cũng ấm nhưng chúng ta do thiếu cái nhiệt, thiếu nhiệt thì dạ dày chúng ta nó bị lạnh. Thì bây giờ á, cái củ nghệ này nó có tính vị là tính ấm nóng, chúng ta đưa cái nhiệt vào, nghĩa là cái này là tính nóng ấm, thì chúng ta đưa vào dạ dày thì nó sẽ bù lại cái khoảng mà chúng nhiệt chúng ta bị mất ở trong dạ dày, từ đó dạ dày chúng ta nó ấm lại và chúng ta trị đau dạ dày. Khi mà dạ dày chúng ta bị lạnh thì chúng ta trị đau dạ dày bằng cái củ nghệ vàng này rất là tốt đó. Có nghĩa là âm dương chúng ta phải nó bình như thế này thì nó mới tốt đó. Ví dụ cái này ở bên trái của Hải là âm, ở bên phải của Hải là dương, nó phải điều hòa như thế này thì nó tốt cho cơ thể. Nhưng á, cái dương á, cái nhiệt á, gọi là nhiệt đi, ở trong dạ dày chúng ta nó bị mất đi, chỉ còn cái âm thôi, cho nên cái âm nó nhiều cho nên nó lạnh cái dạ dày chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ bổ sung nhiệt vào, là có nghĩa là chúng ta đưa cái củ nghệ vàng vào thì cái nhiệt nó sẽ lên bằng cái âm, âm dương hòa hợp cân bằng thì nó sẽ hết bệnh chúng ta. Và trường hợp thứ hai, dạ dày chúng ta nó bị nóng, nó bị nhiệt, bị đau dạ dày mà dạ dày chúng ta bị nhiệt thì có trường hợp gì ạ? Thức ăn nó vào cái dạ dày chúng ta mà dạ dày chúng ta nó quá nóng thì nó sẽ không kịp hấp thu và nó sẽ đưa xuống dưới luôn, nó nóng quá, nó đây, ví dụ như đây là âm, đây là dương, đây là lạnh, đây là nhiệt nè, mà cái nhiệt cao quá, cái lạnh nó không còn, nó hạ xuống thấp rồi, cái nhiệt nó lên cũng nóng quá đó. Thì chúng ta phải đưa cái hàng lại, đưa cái hàng ha, lạnh đó, đưa lên cho nó bằng cái nhiệt lại, cho nó trung hòa với nhau đó. Mà dạ dày nó nóng quá thì thức ăn chúng ta không kịp hấp thụ, nó sẽ đưa xuống dưới, đưa ra ngoài luôn đó. Thì bằng cách nào ạ? Rất là nhiều của anh chị mình hỏi Hải là nghệ đen có sử dụng được hay không. Nghệ đen nó cũng trị đau dạ dày được và nghệ vàng nó cũng trị đau dạ dày được, nhưng Hải nói rằng mỗi người có một cơ địa khác nhau, mỗi người hợp với bài thuốc này, mỗi người hợp với bài thuốc kia. Thì nghệ đen cái tính vị của nó là tính hàn, cho nên á, cô bác chị nào bị đau dạ dày mà do nhiệt thì chúng ta sử dụng nghệ đen cũng liều lượng như vậy, cũng cách như giống như Hải thôi, cũng cách giống như Hải thôi, giống như cái bài thuốc nghệ vàng thôi, như vậy làm y như vậy, nhưng chúng ta sử dụng nghệ đen nó hôi chứ nó không có thơm. Nghệ đen nó hôi, nó đắng. Cô bác chị mình uống cũng nên lưu ý ha, nó hôi và nó đắng, nó khó uống hơn cái nghệ vàng đó. Cho nên á, cô bác chị mình nên biết được mình bị đau dạ dày do nhiệt hay là do lạnh. Nếu chúng ta bị do lạnh thì chúng ta sử dụng nghệ vàng, nếu chúng ta bị nhiệt thì chúng ta sử dụng nghệ đen ha. Đó, như vậy thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong cho các chị mình một cái bài thuốc để chúng ta trị đau dạ dày cấp tốc mà hiệu quả cực kỳ tốt cho các anh chị mình. Và Hải chia sẻ thêm những cái vấn đề về nghệ đen và nghệ vàng, về lý do làm sao mà có một số của anh chị mình trị bệnh lại hết cũng bài thuốc đó, và có một số của anh chị mình cũng bệnh đó nhưng lại trị bệnh không hết. Thì hãy luôn chia sẻ của anh chị mình là ở cuối video á, là những bài thuốc của Hải chỉ mang ý là tham khảo. Hải chỉ chia sẻ một cái bài thuốc cơ bản để của anh chị mình tham khảo. Nếu muốn sử dụng thì hãy hỏi qua thăm ý kiến bác sĩ chuyên khoa, người ta có đồng ý hay không đó. Bởi vì sao? Người ta biết mình bệnh, cái vấn đề bệnh của chúng ta đó. Hãy nói rất là đơn giản, ví dụ cái dạ dày này thôi, các bác anh chị mình cũng bị đau dạ dày, nhưng mà người bị lạnh dạ dày bị đau, người bị nhiệt dạ dày bị đau đó. Ví dụ như bệnh gan vẫn vậy, rồi bệnh trĩ vẫn vậy, rồi bệnh thận cũng vậy đó. Hôm trước các bác anh chị mình nhớ Hải chia sẻ cái bài thuốc trị bệnh thận, hư thận từ cái đậu đen không? Hải đã nói rất rõ rồi đó. Những người mà bị cái thận âm mình gọi tắt thôi, thật chắc ra mình gọi là thận âm hư. Âm hư có nghĩa là cái lạnh chúng ta nó thiếu, âm là lạnh, lạnh nó thiếu, cho nên chúng ta đậu đen chúng ta nấu chúng ta không cần phải rang, bổ sung cái âm vào
Tại vì âm hư nghĩa là lạnh chúng ta bị thiếu, chúng ta có nóng không à, chúng ta không có lạnh, thì chúng ta sẽ bổ sung cái lạnh vào, cái âm vào. Đó, chúng ta đậu đen chúng ta khỏi cần phải rang. Đậu đen mà không rang thì nó sẽ mang tính chất là lạnh. À, lạnh hàn. Mát ha. Và những người nào bị thận dương, có nghĩa là thận dương hư, dương có nghĩa là nóng, mà cái nóng nó hư thì chúng ta sẽ bổ sung cái nóng vào. Mà đậu đen khi mà chúng ta rang lên thì nó sẽ trở thành cái tính vị của nó là cái tính nóng ấm. Khi chúng ta rang qua lửa thì nó sẽ hấp thu cái nhiệt của lửa, thì nó sẽ trở thành cái tính vị là nóng ấm. Thì chúng ta sẽ bổ sung cái nóng ấm vào, bởi vì nó hư dương, dương nó hư rồi, nghĩa là nó sẽ gọi là cái nóng của nó đã bị thiếu, cái nhiệt nó bị thiếu trong cái thận chúng ta. Nhiệt cái thận chúng ta hiện tại là nó lạnh quá. Do dương hư cho nên nó không có cái nhiệt của dương, nhiệt nóng cho nên cái thận nó lạnh. Chúng ta phải rang đậu đen lên. Từ đó đậu đen nó mang tính vị là nhiệt, nóng, cho nên là uống vào thì nó sẽ bổ sung cái nóng cho cái thận chúng ta. Thì chúng ta sẽ cân bằng cái âm và dương. Đó. Thận dương hư có nghĩa là thận dương thì chúng ta sẽ rang đậu đen lên. Còn thận âm hư có nghĩa là chúng ta cái âm chúng ta bị hư, cái lạnh chúng ta bị thiếu, chúng ta khỏi cần rang, nấu luôn. Đó. Thì hôm trước rất lâu rồi Hải đã chia sẻ, nhưng Hải không chia sẻ kỹ cho các anh chị mình. Thì rất là nhiều các anh chị mình hỏi Hải vấn đề này. Thì hôm nay Hải sẵn chia sẻ bài thuốc củ nghệ này, thì Hải chia sẻ luôn cho các anh chị mình lý do làm sao mà Hải lại nói như vậy. Chứ không phải đơn thuần là thì bệnh thận thì lúc nào cũng vậy, chúng ta cứ rang đậu đen uống hoặc không rang cũng được, không sao hết. Không bằng cái đó là một cái quan trọng để chúng ta uống thuốc quyết định hết hay là không hết. Chứ không phải đơn giản. Uống thuốc nam nó rất là cầu kỳ và nó cần chúng ta phải hiểu rõ về nó, chứ không phải như thuốc tây. Thuốc tây chỉ cần đưa tiền người ta phát thuốc thì chúng ta sẽ uống. Đó, như vậy ha. Đơn giản của anh chị mình đơn giản nè. Chúng ta vì viêm họng do lạnh. Của anh chị mình nghe là lạnh quá ho. Đó. Và chúng ta bị nóng quá nó ho. Của anh chị mình thấy nó đối lập nhau không? Nóng quá cũng ho và lạnh quá cũng ho, nhưng hai bài thuốc nó lại khác nhau. Nếu chúng ta bị nóng quá nó ho thì có nghĩa là cái nhiệt chúng ta nó quá cao, thì chúng ta sẽ làm mát nó lại, nó mới hết ho. Khi mà của anh chị mình bị lạnh, nó lạnh, thời tiết lạnh bị ho thì chúng ta đã thiếu nhiệt, chúng ta phải bù đắp nhiệt vào để cho nó cái cổ chúng ta ấm lại thì nó sẽ hết ho. Đúng không ạ? Bây giờ này cũng hơi đặc biệt bởi vì Hải muốn chia sẻ cho một số vấn đề cho nó rõ ra để cho các chị mình tham khảo. Bởi vậy những bài thuốc chúng ta chỉ tham khảo thôi. Hãy không có gọi là hãy chia sẻ một cách cơ bản để cho các chị mình tham khảo. Nếu muốn sử dụng hãy thông qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa đã từng khám cho các chị mình. Ví dụ như những cái bệnh ho nè, những cái bệnh ho ha, những cái bệnh dạ dày, những cái bệnh về da thì chúng ta có thể tham khảo kỹ rồi chúng ta làm cũng được. Nhưng những cái bệnh quan trọng, ví dụ bệnh gan, bệnh thận thì chúng ta phải thăm hỏi qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa ha. Rồi thì cũng đã xong, thì cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều đã luôn đồng hành và ủng hộ Hải trong suốt khoảng thời gian qua. Thì hôm nay Hải chia sẻ bài thuốc cũng đã xong, thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.